Phải nói rằng là cũng rất là bất ngờ khi hôm nay được đến trường quay để ủng hộ cho con gái. Lúc ấy ban huấn luyện, ban bình luận đoán là bé là có biệt tài. Đá bóng chính xác. Đá bóng chính xác. Vâng. Dạ. Chắc chắn là bố nó sẽ đá bóng chính xác hơn là nó. Anh ơi, anh hay quá. Anh Sang ơi. Con tên gì, bao nhiêu tuổi và tài năng của con là gì nè? Con tên là Hạnh Vân, con 5 tuổi. Là vì tài trí hơn là của con là đi mẫu và nhảy cô ba Sài Gòn ạ. Là vừa vẫn nhảy. Vẫn không có đá banh đúng không? Không có đá banh trời. Bé này đá bóng chính xác. Các bạn thấy cô bé tạo dáng không? Sút vào! Con đến từ đâu vậy? Con đến từ Hà Nội ạ. Con đến từ Hà Nội ạ. Vậy ngày hôm nay con vô đây với ai nè? Với mẹ, với cả bố. Bố của con nữa? Đâu? Mẹ với bố con có ngồi dưới không? Kìa kìa. Kìa kìa. Mọi người có nhận ra ai không? Ô, anh Hồng Sơn. Em mời anh Hồng Sơn lên sân khấu ạ. Em mời anh. Ủa, ba là bạn của Di hả? Thân tượng. Dạ, chào anh ạ. Thân tượng hồi nhỏ của em. Cho em ơi, mình cái em mê Hồng Sơn từ rất bé. Ước mơ của em từ lúc còn bé như thế này là trở thành cầu thủ như Hồng Sơn. Thôi đi, đi về. Anh ơi. Thôi, rất cảm ơn em đi về chỗ buồn để anh nói. Buồn vập quá. Trước tiên xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào ban bình luận viên cũng như huấn luyện viên nổi tiếng. Thần tượng tôi nói chuyện hay quá. Yeah. Vỗ tay cho thần tượng tôi đi các bạn ơi. Yeah. Phải nói rằng là cũng rất là bất ngờ khi hôm nay được đến trường quay để ủng hộ cho con gái. Lúc ấy ban huấn luyện, ban bình luận đoán là bé là có biệt tài. Đá bóng chính xác. Đá bóng chính xác. Dạ. Vâng. Chắc chắn là bố nó sẽ đá bóng chính xác hơn là nó. Hay quá. Anh ơi, anh hay quá. Anh Sang ơi. Người ta chưa có đá, người ta chưa có đá. Nói nghe nè, em fan nữ ở bên tỉnh đây em ơi. Và có cái cũng hơi khác một chút, đó là Hồng Sơn có ba người con. Thì bạn đầu tiên là con trai. Dạ. Thì cũng từ bé cũng cho đi theo với đội bóng, đi thi đấu ở khắp nơi. Thế nhưng mà bạn ấy lại không theo nghiệp của bố. Bạn ấy rất là sợ nắng. Thế trong khi đó thì hai bạn gái này thì lại rất là mê đá bóng. Nhưng mà có khiếu không anh? Rất có khiếu. Thế nhưng mà vì sự nghiệp cầu thủ thì các bạn biết rồi. Với đối với con trai đã vất vả, xa người, xa gia đình, chấn thương. Với các bạn phụ nữ, các bạn gái thì lại càng vất vả hơn. Chính vì vậy thì gia đình cũng ủng hộ cũng như là uốn hướng cho các bạn đi theo con đường mà nó mềm mại hơn. Đó là bạn ấy rất thích người mẫu và nhảy. Hay quá anh ơi. Lấy cận em với thần tượng em. Trời ơi. Đi mà. Thần tượng xua đuổi rồi. Người ta trốn cắn lấy, luôn. Lấy cận em với thần tượng em cái mấy em. Nói chứ tại vì tụi em rất là cảm ơn anh đến với chương trình. Thiệt sự cái này khi em xem cái thời của anh với Lê Huỳnh Đức hồi xưa số 8, số 9 luôn, em còn nhớ mà. Em là Lê Huỳnh Đức số 10, anh Sơn số 8 ông nội. Thì đó. Đó, thấy chưa, đúng không? Thì đại khái là anh Lê Văn Sĩ là số 9 nè, anh Công Minh là số 20. Lúc đó em còn nhỏ xíu, em đã mê anh rồi, anh Sơn ơi. Anh Sơn ơi. Ngày hôm nay gặp lại anh rất là vui nạnh. Và càng vui hơn nữa khi biết là hậu duệ của anh Hồng Sơn cũng là một biệt tài đi on. Bây giờ thật sự là hai chú không biết nói gì hơn. Hai chú chỉ cảm thấy là từ lúc đầu mà con bước ra sân khấu là chú đã thấy một cái thần thái, một cái kiểu cách rất là chuyên nghiệp thật sự luôn. Cảm ơn anh Bình. Trước khi đến với quyết định của bé thì em cảm ơn anh Hồng Sơn rất là nhiều. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn bằng hết cả trái tim này.
chú sẽ bảo vệ con trên con đường phía trước. Con đi coi. Anh giới thiệu đi ạ. Dạ, thì lần đầu tiên thì cho mình kính chào hai MC xinh đẹp, dễ thương và khán giả trường quay với hai đội chơi ạ. Mình tên là Nguyễn Hải Lam. Thì hôm nay rất vui là mình được đến tham dự chương trình Gia đình Thông Thái. Và mình có mang tới đây một tiết mục là Tân Bóng Nghệ Thuật. Hy vọng là mọi người sẽ thích ạ. Rồi, xin mời anh ạ. Nghệ thuật thì không biết là mọi người thấy tiết mục từ nãy thế nào ạ? Rất hay. Hay quá. Rồi. Thì sau khi biểu diễn xong thì mình có một câu hỏi nho nhỏ dành cho đội chơi ạ. Thì cho bé kia. Thì là câu hỏi dành cho bé nha. Hồi nãy bé có xem chú Tân Bóng không? Dạ có. Hay không? Dạ hay. Bây giờ thì chú sẽ đặt cho con một câu hỏi khá là đơn giản thôi nha. Là lúc hồi nãy là khi chú đang biểu diễn á, là chú có đặt bóng lên cổ nè, và chú hít đất. Thì con có thấy là chú hít đất mấy lần không? Trong tiết mục trên, người biểu diễn đã để bóng trên cổ và hít đất bao nhiêu lần? Thời gian 10 giây. 10 giây bắt đầu. Mẹ trả lời ạ. Mẹ trả lời ạ. Mẹ trả lời ạ. Mẹ ơi nhìn con kìa, con biết kìa. Hít đất đó nha. Hít đất. Hết thời gian ạ. Dạ. Hết thời gian. Để bóng trên cổ và hít đất. Hết thời gian rồi. Con nhớ là hồi nãy hít đất rất là nhiều. Hít nhiều lắm. Mình không có đi kịp câu trả lời rồi. Vậy thì không biết là gia đình gấu trúc đáng yêu có câu trả lời không ạ? Có như 3 cái. Anh Hồng hít đất 3 cái và 3 để cái. Lên cổ hình như 4 lần. Không, chỉ tính là để lên cổ và để hít đất. Đất là hít đất thôi. 3 lần. 3 lần. Anh Hồng Sơn ơi. Em không biết là có thể mời anh lên trên đây để mình mình tân bóng thử không anh? Cái món này thì bạn Nam chắc là phải là huấn luyện viên của mình rồi. Vì một môn bóng đá nghệ thuật là một môn rất khác so với bóng đá thông thường. Bộ môn này thì phải đòi hỏi người chơi hàng ngày rèn luyện liên tục thì mới có khả năng đạt đến trình độ như của Nam vừa rồi. Dạ. Ủa, vậy là mình không làm thử luôn hả? Ai chơi anh? Chắc là cũng chỉ thử một vài lần thôi ạ. Vâng. Oh. Wow. Cỡ nào? Khó lắm. Dạ. Nãy em định đưa đầu vô mà em thấy nguy hiểm quá, em giật lại.
có một điều mọi người không biết, đó là ngày xưa thì lúc mình mới tập tăng bóng á, thì là mình có đã từng xem clip anh Hồng Sơn đi thi cuộc thi thế giới về tăng bóng. Mối lương duyên này thì ngày hôm nay lại gặp nhau và cùng nhau phối hợp ở tân bóng ở tại sân khấu này đúng không ạ? Đúng là một cơ hội hiếm có. Vậy chúng ta hãy quay lại về đáp án của chương trình. Dạ, cảm ơn Hồng Sơn. Anh Nam, bây giờ sẽ công bố là nãy mình thích đất bao nhiêu cái ạ? Dạ thì hồi nãy mình thích đất là 3 lần ạ. Ồ, anh Hồng Sơn chính xác luôn. 3 lần. Đúng là nghề. Nghề của mình. Bà nãy anh giờ lại bé chip là ngồi đếm bóng tầng bao nhiêu lần. Bé chip rồi. Câu này là con biết câu trả lời. Chip không nhớ rồi. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều vì mang một tiết mục rất là tuyệt vời ạ.